thì mình xoay chuyển cái tình thế của mình đi, làm cho cuộc sống nó dễ thở hơn, thay là vì mình ngồi đấy mình xét nét từng câu ăn câu nói của người vợ. Hãy nhớ rằng cô cũng đang rất thiệt thòi nhé. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác, điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Giang. Alo, xin chào thính giả. Alo. Vâng, tôi nghe đây ạ. Chào chị, em đến từ Bắc Giang. Vâng, câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Câu hỏi của em là về chuyện tình cảm gia đình, vợ chồng. Vâng, bạn nói cụ thể hơn một chút đi. Ý là em năm nay 39 tuổi. Vâng. Vợ em năm nay 37 tuổi. Ý là em bị hỏng mắt. Vâng. Được 9 năm rồi. Vâng. Thế thì em cũng yêu vợ em, nhưng mà ý là trong tình cảm vợ chồng là từ ngày bị hỏng mắt ra là kiểu cứ hay kiểu như là hay đấu khẩu ấy. Vâng. Hay đấu khẩu, kiểu hay á khoản cái động nói chuyện với nhau là kiểu như là đấu khẩu, nhưng mà xong xong lúc đấy thì lại bình thường. Vâng. Thế mà em cũng yêu cô đấy, nhưng mà ý là kiểu như là từ năm 2015 đến bây giờ kiểu như là cô ấy ở bên ngoài cũng có gọi là có bạn trai hay sao. Vâng, cũng có bạn trai, tức là mình mới nghi ngờ thế thôi đúng không ạ? Nghi ngờ thôi. Vâng. Là với chung là xong những lúc ác khoản nhau thì đấu khẩu nhau thì vợ chồng cũng lại bình thường thôi. Nhưng mà ý là để mà nói chuyện với nhau là không nói được đâu. Ừ. Vài câu là ác khoản thôi. Vâng. Thế nên em muốn hỏi câu nữa về cái loại nhà em hay đi tiểu tiểu nhiều. Vâng. Bạn có hai câu hỏi. Thứ nhất là mối quan hệ gia đình gần đây thì hai vợ chồng hay cãi nhau vì những cái chuyện cũng lặt vặt trong gia đình thôi đúng không? Và cũng có nghi ngờ là vợ có bạn trai ở bên ngoài. Chắc là cái đó vẫn là cái mối lăn tăn lớn nhất đúng không? Em thì em bị hỏng mắt rồi. Vâng. Bây giờ là không nhìn thấy gì. À thế ạ. Vâng, rất là chia sẻ với bạn. Hỏng mắt là do mình làm sao, tai nạn hay là làm sao nhỉ? Như là công ty bị tai nạn lao động. À, tai nạn lao động, vâng. Thế là bao nhiêu năm nay thì mình có đi làm được không? 9 năm rồi. Vâng, tức là từ khi bị hỏng mắt thì có đi làm được không ạ? Hay là ở nhà hả bạn? Không, ở nhà. À, rồi. Hoàn Ở toàn nhà, ở chăn nhà nuôi. thôi. Chăn Vâng, nuôi. vâng. Câu hỏi của bạn xin được gửi tới chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Anh Đinh Đoàn sẽ tư vấn, xin mời ạ. Rồi, chào em. 39 vâng. tuổi, vợ 37 đúng không? Hai con đúng vâng. không? Vâng, em hai con. Em bị tai nạn lao động hả? Vâng. Cái thực trạng sức khỏe thế nào? Em có nhìn lờ mờ hay là chỉ kém mắt hay là thực sự không nhìn thấy gì nữa? Sức khỏe thì trong người sức khỏe thì vẫn khỏe mạnh. Không, vấn đề mắt như... thôi chứ còn khỏe thì anh biết là người mình không sao rồi. Mắt bây giờ thì nói thẳng là không nhìn thấy gì. Thế hả? Thế em nói là em chăn nuôi, tức là mình vẫn còn chăn nuôi được cơ mà. Đi lại trong nhà vẫn được, vẫn rắc ngô cho gà, vẫn đổ cám cho lợn nữa hả? Vâng. Ồ, Nhưng mà thế. đi ra ngoài là không đi được. Thế các cháu nó có thỉnh thoảng nó chở bố đi chơi đây đó, thì anh em thỉnh thoảng có đi đây đi đó nhậu nhẹt một tí không? Sang nhà Có, ông anh, có. sang nhà thằng bạn có không? Có, có nhỉ. Cháu nhà em lớn chưa? Lớn nhất là bao tuổi rồi? Cháu lớn nhất đẻ 2006. 2006 hả? Một đứa cháu 2010. Thế cũng cũng lớn lớn cả rồi đấy. Vâng. Vợ em thì làm gì? Em là công ty công nhân. Sáng đi tối về, đi làm theo ca đúng không? Vâng. Những lúc khắc khẩu là những lúc nói về cái gì thì khắc khẩu. Mình thì anh chỉ sợ lên này, mình thì ngồi một chỗ, xong rồi mình cứ ngồi hay suy nghĩ tiêu cực. Cô thì làm công ty, thế xong rồi mình ngồi tưởng tượng là đấy, tôi bây giờ thì mắt kém chả nhìn thấy gì, rồi cô thì cứ hí hởn ở ngoài công ty, mà công ty thì có cả đàn ông nữa, con trai cô, sao hôm nay này về muộn thế, cứ lấy cớ làm tăng ca hay là lại đi với anh nào chẳng hạn. Thế xong rồi cô ấy lại bức xúc vớ vẩn đã không ấy được lắm chuyện, ví dụ thế. Thế thì thường là khắc khẩu về cái gì, cái gì là cái mà dễ chạm cãi nhau nhất? Gọi là cả chỉ là câu chuyện nhỏ trong gia đình thôi. Cô cứ nói là kiểu như là cô lại khẩu lên kiểu như là chặn họng đó. Như thế, kiểu mình nói thì nhẹ nhàng tình cảm nhưng mà cô ấy cứ ngậu lên. Em thì kể một cái gì đó, ví dụ như là mình bảo là anh ở nhà nấu cơm rồi đấy, em tắm rửa ra ăn cơm thì cô bảo không ăn hay như thế nào? Cứ ăn trước đi, cô ngồi chờ.
Ý là vợ vợ chồng em là nói thật là nói cái nói chuyện với nhau, cái tư cách mà nói chuyện với nhau ấy, hay mày tao lắm. Đây là từ lúc mà em bị nạn hay là trước đây cũng cứ mày tao rồi? Không, từ lúc em bị thôi. Từ lúc em bị thôi. Thế á? Thế em gọi cô ấy mày hay là cô ấy gọi em là mày? Mình cứ em ơi hay là mẹ nó ơi thì xem cô có gọi mày không? Có, em cũng gọi vợ ơi hay là thế này thì mình gọi vợ ơi thì cô bảo mày gọi gì à? Nhưng mà cứ toàn ơi, ý là gọi chồng chẳng hạn, như là tên là gì cứ ấy ơi, nó à, ví dụ Hòa, chồng tên là Hòa, đáng lẽ thay vì gọi là bố Hòa ơi hay anh Hòa ơi thì Hòa ơi. Đấy. Thôi cái đấy nhỏ ấy mà, chứng tỏ mình trẻ trung, chẳng nhẽ được gọi bố ơi thì nó lại già quá, hay là lão Hòa ơi thì nó lại không hay. Hòa ơi, đôi vợ chồng gọi nhau ríu rít, thậm chí còn gọi nhau là con chó, con mèo còn được, con cún của anh, con nọ, con kia ấy. Gọi Hòa ơi là tốt rồi, nó thân tình như hai người bạn ấy mà. Chứ tưởng là mình gọi vợ ơi thì vợ lại gọi mình là mày, mày gọi gì thì mới sợ, chứ còn Hòa ơi thì không sao cả. Thật ra thế này, cái hoàn cảnh của em nó rất là đặc biệt. Một người đàn ông đáng lẽ là trụ cột gia đình, mình đi làm, mình đóng góp tiền bạc cho gia đình, ngoài ra mình còn được giao tiếp xã hội, mình mở mang, đầu óc mình nó không bị bó. Nay chẳng may mình gặp nạn, mình tất nhiên cũng không ăn bám đâu, mình cũng cũng làm ra tiền, nhưng mà nó bí lắm. Xong ngồi đấy bắt đầu cũng nghĩ nọ nghĩ kia. Hai nữa là về phía người vợ cũng thế, nhìn chồng người ta phơi phới, bây giờ chở vợ, ngày thường thì đi làm thứ bảy chủ nhật thì chở vợ lên trên Vincom đi siêu thị, đi ra thị xã rồi ăn nọ uống kia, sau đấy mua váy về hí ha hí hởn, chồng ơi vợ ơi, đây thì cái đấy nó đã không được có rồi. À đúng rồi, có một hôm vợ em bảo là bây giờ tôi ước có một người lái xe đằng trước chở tôi để tôi đấy. Ngồi sau mà không có. Em ơi, em phải hiểu thế này này, mình không gây gây sức ép với cô ấy, thiệt thòi lắm chứ. Ai chẳng muốn là, tất nhiên mình hiểu rằng đây nó là tai nạn, không phải do mình cố ra, nhưng mà phải đặt vào một người vợ trẻ mới có 37 tuổi đầu, 8 năm nay chồng ngồi một chỗ, chẳng bao giờ là một cái mong ước rất là nhỏ là ngồi được ôm eo và cầm túm áo của chồng thôi, ngồi đằng sau xe máy thỉnh thoảng cũng phanh kít một cái này rồ lên cười này bảo lão này vớ vẩn, chỉ được lợi dụng những cái đấy, nó nho nhỏ nó làm cho cuộc sống nó mềm mại, nó dễ thương lắm. Thế rồi nhìn thấy nhà người ta để chồng nọ vợ kia nó cũng 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 này khác, rồi là ở kể cả chỗ làm thế, có đứa nó trêu chọc, nếu mà người không vững vàng về mặt tâm lý là cũng dễ dễ dễ, dễ lung lay tư tưởng lắm. Ví dụ như là đôi khi có người vô ý thức mà người ta trêu chọc là này khác rồi này, thế cho nên là trong người nó sẵn bức xúc, mà đã bức xúc rồi thì người ta gọi là giận cá hay chém thớt ấy mà, đã bực cái trong người đã không được bằng nọ kia, về lại còn hay uốn nắn nhắc nhở vặn vẹo, thành ra nó cứ bực cả cái mình. Em cũng có những cái bức xúc và cô ấy cũng có những bức xúc trong cái hoàn cảnh này, thì mình phải thay vì gây sự thì mình thôi, mình cũng 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 gọi là vụng chèo khéo trống. Anh biết là em thiệt thòi, bố con đúng là một mình em bây giờ trông cậy cả vào em đấy, hai đứa nó thế này thế khác, đáng lẽ là nếu anh mà không bị thế này thì anh sẽ là đứa đưa con, người đưa con đi học rồi nó sẽ có thế nọ, nó sẽ thế kia. Nhưng thôi, biết rằng em thiệt thòi, nhưng bây giờ đấy là cũng là cái điều không mong muốn. Thế thì vân vân. Hai nữa là đấy là cái khéo miệng thôi, nhưng đồng thời cũng phải biết nhún mình chứ, mình cũng phải biết mình là ai, mình cũng không mang lại được những điều mà nọ kia gì cho vợ, thì mình cũng thôi không gây sự, hoặc là thỉnh thoảng trêu tức một tí thôi cho nó vui. Cô gọi là Hòa ơi chẳng hạn, ơi hay thế nhờ, thế rồi mình cũng lại trêu cô tên là Hoa để Hoa ơi, thay vì gọi là em ơi hay là mẹ nó thì mình cũng Hoa, thế là Hoa ơi Hoa ta, Hòa bảo này, thế là cũng được mà, đúng không? Không phải ăn miếng trả miếng nhưng mà cho nó cái trẻ trung. Anh nghĩ trong hoàn cảnh của mình không gây sự, gây sự rồi mình xét nét quá thì việc đầu tiên cái người khổ là mình ngồi một chỗ mình bị bức xúc rồi mình không làm chủ được cái đầu óc của mình, rồi mình cứ ngồi đấy mà mình nghĩ nó miên man thì nó tiêu cực lắm. Đời còn rất là dài, mới có 30 mấy tuổi thôi. Nghĩ xem còn có một cái hướng gì nữa không, chẳng hạn như là ở chỗ em là tính gì ấy nhở? Em tỉnh Bắc Giang. À, anh thấy là các tỉnh nó có cái hội người mù ấy, xong rồi ở đấy người ta dạy nghề, anh thấy có rất là nhiều bạn đi ra thành phố xong rồi
làm ở trong các cơ sở xoa bóp bấm huyệt tẩm quất, chỉ học có 6 tháng về về cái Nguyễn Tài Thu bấm huyệt châm cứu gì đó, anh không 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 rõ lắm, nhưng mà cái nghề nó rất là phù hợp với cái sức khỏe, với tình trạng của bản thân mình. Ngoài cái việc kiếm được tiền, nhưng cơ bản nhất là được giao lưu với những người đồng gọi đồng cảnh với mình. Thế rồi là mình học được cái kỹ năng giao tiếp xã hội. Mà nhiều anh nhá, trời ơi, anh ấy mang tiếng là hỏng cả hai mắt, nhưng mà anh đi nhoáy nhoáy ở ngoài đường vì 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 nó thành cái phản xạ mà. Và đấy cũng là một cách để mình giải tỏa tâm lý cho mình, chứ cứ quanh quẩn ở nhà lợn gà cám bã rồi vẫn vẫn có thể là có thu nhập, nhưng mà đôi khi nó cứ bí cái đầu. Thế còn sau này khi mình có lớn tuổi, mình không thể đi bay nhảy được nữa. Ôi, thậm chí nếu người biết hát biết hò mà đã có những cái đoàn văn công văn nghệ của hội người khuyết tật, hội người mù đi biểu diễn ở những chỗ nọ chỗ kia, hội nghị hội nghĩa cũng cũng có thu nhập đấy, nhưng cơ bản nhất là nó vui nữa. Thì mình xoay chuyển cái tình thế của mình đi, làm cho cuộc sống nó dễ thở hơn, thay là vì mình ngồi đấy mình xét nét từng câu ăn câu nói của người vợ. Hãy nhớ rằng cô cũng đang rất thiệt thòi nhé. Vâng, hy vọng rằng với những chia sẻ của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn thì bạn cũng sẽ có thêm được bí quyết để giữ gìn hạnh phúc gia đình của mình nhé, và giải quyết cái tình trạng của cá nhân mình. Vâng, cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Xin được cảm ơn anh Đinh Đoàn ạ. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình. Một cuộc điện thoại. Alo. Alo ạ. Vâng, thính giả gọi điện từ đâu đấy ạ? Vâng, em xin chào chương trình ạ. Em ở Hưng Yên ạ. Vâng, chào thính giả gọi điện từ Hưng Yên. Câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Dạ, em xin hỏi chương trình một chút ạ. Em năm nay 45 tuổi. Em mất kinh độ khoảng nửa năm nay này em không thấy. Vâng. Nhưng mà có một thời giai đoạn thì mất độ khoảng nửa năm, xong nó có được khoảng vài tháng, xong giờ nó lại mất tầm nửa năm nay rồi. À, thế Tức ạ. là nó Vâng. rất là không đều. Em đang lo lắng không biết có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không ạ? Vâng. À, thính giả nữ rất là đang lo lắng không biết là có chu kỳ kinh nguyệt không ổn định của mình như vậy có ảnh hưởng tới sức khỏe hay không. Xin mời bác sĩ Vũ Minh Phượng tư vấn ạ. Chị chào em. Em chào chị ạ. Rồi, thế bản thân em thì em có thấy nó có cái gì khác không? Sức khỏe. Nói chung là nhìn chung thì nó cũng ảnh hưởng đấy ạ. Là cái Tức gì? là khi mà em kinh nguyệt nó đều ấy, thì cái da rẻ nó rất là đẹp. Khi mà nó bị chậm mất mấy tháng là da của mình nó cảm nó xám màu. Nói chung là cái cơ người ấy. Em là người rất là chăm thể dục thể thao, nhưng mà em vẫn cảm thấy là cái cơ người của mình ấy, kiểu nó bị nhão người ra ấy. Các cái cơ người nó không săn chắc được như trước nữa. Ăn Rồi uống có là thay đổi gì ăn không? không, em thì nói chung là ăn uống thì rất vẫn bình thường, không có cái gì thay đổi. Rồi là cái giấc ngủ thì nó cũng, nói chung là nó cũng nhiều khi nó cũng kiểu nó chập chờn, nó không được ngủ sâu sâu giấc ấy. Thế tính tình thì làm sao? Em thì nói chung cũng Nó có không không thay có gì đổi thay không? đổi. Không thay đổi, không cáu Vâng. bẳn, không gì cả. Vâng. Đúng không? Thì có bao giờ đi khám phụ khoa Có, em cũng có thỉnh thoảng đi khám, nhưng mà bác sĩ thì có một lần đi khám thì bác sĩ nói là cái em gọi là bị một cái gọi là một cái u u gọi là u xơ, nhưng mà nó rất là nhân xơ, nó rất là nhỏ. không? Thì Ở bác đâu? sĩ bảo là ở một Dạ cái phòng con. khám ở trung tỉnh thôi ạ. Nhân sơ nó ở đâu, ở dạ con hay ở chỗ À nào? thì không phải là khám ở đâu, ở cửa tử cung ạ. Ở cổ tử cung có một nhân Vâng. sơ. Tử cung hay cổ tử cung? Ở trong cổ tử cung ạ. Rồi, thế rất là nhỏ đúng không? Vâng. Thế xong bác sĩ bảo sao nữa? Bác sĩ bảo là tại vì em yêu cầu em nhờ bác sĩ là nên nên có tư vấn cho em uống cái thuốc gì để cho nó có kinh đều trở lại đấy. Thì bác sĩ nói là nếu bây giờ mà để điều trị cái nhân xơ này thì nên là không nên uống thuốc có kinh trở lại, để theo dõi một thời gian, nếu như mà cái nhân xơ này nó không phát triển nữa thì bác sĩ sẽ cho uống cái thuốc để cho có kinh trở lại. Vâng ạ. Rồi. Thế và mình cũng lo, thế bác sĩ tư vấn thế rồi mà còn cứ lo. Cái biểu hiện của mình ấy nó Vâng. như là một cái biểu hiện của rối loạn kinh nguyệt trước khi mãn kinh ấy À, thế ạ. nhá.
Thế và các cái như là mất ngủ này rồi là da sạm ấy là một cái biểu hiện do cái nội tiết của mình nó suy giảm xuống. Vâng ạ. Nhá. Cho nên là đặc biệt nó rất rõ ở cái da mặt. Đấy, và không biết là bạn có cảm nhận nữa không, kể cả chất nhờn ở bộ phận sinh dục nó cũng giảm. Vâng. Có cảm nhận được thế không? Thế... Vâng ạ, đúng rồi. Đúng ạ. Rồi. Nhưng mà vâng. Bác sĩ ạ, em nói thêm chút này. Tức là em rất là chịu khó uống những cái loại thực phẩm chức năng để nó bổ sung cái collagen và nội tiết tố. Cho nên là cái gọi là cái bộ phận sinh dục của nữ mình ấy thì em thấy cũng vẫn, nói chung là vẫn ok, vẫn được. Okay. Không... Chỉ có cái da nó giảm đi thôi. Đúng rồi ạ. Rồi, thế tốt. Ừ, vậy thì nó là như mà em nói và kể cả kết hợp với bác sĩ nói ấy, thì nó đang ở cái giai đoạn rối loạn, và cái u sơ kia kìa nó cũng là một trong những cái biểu hiện của rối loạn. Và ở trong cái giai đoạn rối loạn thì người ta không có, thường người ta không có can, tức là không có can thiệp gì cả nhá. Và nếu có can thiệp sau này bảo cho uống thuốc để có kinh lại ấy, tức là bổ sung thêm nội tiết đấy. Nhưng nếu mà mình lại đang có u mà bổ sung thêm nội tiết thì nguy cơ cái u nó lại tăng lên, hoặc là ở cái giai đoạn này là cái giai đoạn rối loạn cho nên nó rất dễ sinh u, thế xong lại còn cứ cho thêm những cái chất để bồi dưỡng u nữa thì nó cũng không ổn. Đấy, vì vậy bạn hay uống các cái thực phẩm chức năng ấy, thực ra là cũng lại phải xem xét nhá. Ừ, cũng lại phải để ý xem, chứ cũng không phải là tại vì ở giai đoạn này này thì là mình phải để ý đó. Có những cái trường hợp mà vì để đẹp da, và có một cái bạn là bạn tôi thế, và có rất là nhiều hãng người ta mời các cái thực phẩm chức năng để... Thực ra thì em xin ngắt lời bác sĩ một chút ạ. Em đang uống cái thực phẩm collagen của công ty Dược Thái Dương. Rồi. Thế và da nó vẫn sạm, đúng không? Nó cũng nó cũng sạm so với như trước đấy ạ. Đấy. Thế thì cái đấy là cái mà mình cũng nên cân nhắc. Hoặc là uống một đợt xong rồi dừng nhá. Chứ không lạm dụng nhiều quá. Thế còn cái chuyện mà khô ở phía dưới thì đôi khi mình nếu mà khó chịu ấy thì mình mua cái gel, mỗi lần quan hệ mình mua cái gel, một tuýp gel ở cái hàng thuốc ấy, thì để cải thiện cho cái việc mà khô rát do nội tiết thì... nó suy giảm. Em cái bộ phận sinh dục nữ ở dưới thì em thì thấy rất bôi trơn, rất bình thường. Em nghĩ là tại em uống cái collagen đều thì nó vẫn vậy nhỉ. Rồi, có thể là do là em bổ sung, đúng không? Nhưng mà cũng cân nhắc nhá. Thế tại vì đấy thì em biết rằng là bác sĩ cũng nói rằng là cũng không điều trị gì cho em ở cái giai đoạn này nhiều đâu. Vâng ạ. Thế thì cái việc làm đẹp ấy, thường là trong các cái sản phẩm nó sẽ có bổ sung nội tiết để cho da rẻ bóng bẩy, mỡ màng, vân vân nhá. Thì cái mặt trái của nó cũng không phải là thoải mái lắm ở cái giai đoạn gọi là giai đoạn tiền mãn kinh đi, rối loạn kinh nguyệt đi, mà em đi theo cái hướng bác sĩ tư vấn ấy thì nó rất là ổn. Mình cứ đi 6 tháng, mình đi khám đợt này cứ nên 6 tháng đi khám phụ khoa một lần để xem cái u nào xuất hiện nữa không, rồi cái u ở cổ tử cung có to lên không. Những cái đấy là rất quan trọng nhá. Và dùng thuốc gì thì hỏi bác sĩ nhá. Chúc bạn giữ gìn được sức khỏe của mình nhá. Vâng, xin được cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng ạ. Chương trình phát thanh thanh niên. Thank you.
Chào các bạn, mời các bạn cùng tham gia chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Trong ít phút nữa, các chuyên gia tâm lý và bác sĩ của chúng tôi sẽ trò chuyện trực tiếp với các bạn. Hãy nhấc máy và gọi tới số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi theo số điện thoại 0243 826 2625, các bạn chỉ cần cung cấp tóm tắt nội dung câu hỏi, tên, tuổi, địa phương đang sinh sống cùng số điện thoại của mình. Đội ngũ chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ gọi lại theo số điện thoại bạn đã cho để tiết kiệm chi phí cho các bạn. Một lần nữa xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Đội ngũ chuyên gia tư vấn miễn phí của chúng tôi đang chờ bạn. Vâng, xin chào các bạn đang ngồi trước máy thu thanh để đón nghe chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Các bạn thân mến, đến với chương trình của chúng ta hôm nay có chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn, bác sĩ Vũ Minh Phượng và Bích Ngọc sẽ là người cùng đồng hành với các bạn trong chương trình này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở đầu bằng cuộc điện thoại đầu tiên gọi đến từ tỉnh Vĩnh Phúc. Vâng, chào chị ạ. Vâng, tôi nghe đây, câu hỏi của chị là gì đấy ạ? Dạ, vâng, em câu hỏi là hai vợ chồng em lấy nhau năm nay cũng là 11 năm rồi ấy. Vâng. Và có hai bé rồi mà chồng em thì cũng toàn đi vắng, đi xuất khẩu lao động ấy. Vâng. Thì chồng em đi đến năm nay là 8 năm rồi mà bây giờ thì kiểu do kinh tế gia đình cũng chưa ổn định, mua đất mua nhà nên là chồng em lại định đi tiếp 3 năm nữa. Vâng. Thì chồng em cũng hỏi ý kiến em là có nên đi nữa không ấy. Vâng. Em cũng đắn đo lắm, nói chung là ở nhà một mình thì cũng vất vả nhưng mà không đi thì mẹ cũng kinh tế gia đình cũng khó khăn. Vâng. Vâng, đấy em muốn hỏi chuyên gia tư vấn tâm lý cho em ạ. Vâng. Rất là chia sẻ với hoàn cảnh của bạn nhé. Hai vợ chồng năm nay còn trẻ không? Chồng em thì 40, em thì kém chồng em 5 tuổi. Vâng, thế là vâng. 35 và 40 đúng không? Vâng. Vâng. Chồng đã đi được 8 năm rồi và bây giờ thì cả hai vợ chồng cùng lăn tăn là không biết có nên đi nữa hay không. Vâng, chồng em thì vẫn muốn đi nữa. Vâng. Câu chuyện của bạn xin được gửi tới chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Anh Đinh Đoàn sẽ tiếp chuyện, xin mời ạ. Rồi, xin chào bạn. Vâng, em chào anh ạ. Quên mất là mình bao tuổi nhỉ? Em 35 ạ. Mới 35 thôi, 35 mà lấy chồng được 10 năm thì 8 năm là chồng đi xuất khẩu lao động. Vâng. Tóm lại là mình cứ thỉnh thoảng anh về phép đẻ một đứa đúng không? Và mình vâng. Chỉ việc ở nhà rồi. Ông ấy gửi tiền về. Mình có làm ăn gì không? Em có đi làm ạ. Đấy, cũng đi làm. Nhà cửa bây giờ thế nào? Ổn định không? Các cháu học hành được không? Các cháu thì học hành bình thường. Nhà thì nhà cửa thì em có ổn định rồi ạ. Nhà mình có quá nghèo không? Nhà em thì cũng không đến nỗi hoàn cảnh quá. Nhưng mà nói chung là cũng ngoài cái nhà ra thì cũng chả có cái gì. Tám năm trời đi nước ngoài về xây được mỗi cái nhà chả có cái gì, thế thì đánh đổi một cái giá nó lớn quá. Trước đây chồng em cũng không phải là đi làm mà là đi kiểu như là cũng kiểu đi học nữa ấy. Rồi. Chứ không phải đồng đi làm. Rồi đi học đi làm. Nói thật là thế này này, mình có nhìn thấy có rất nhiều đôi vợ chồng chả có nước trong nước ngoài gì. Người ta ở nhà ta vẫn kinh tế vẫn ổn định, ban ngày vẫn đi làm, tối vẫn chở nhau đi uống cà phê, đêm vẫn ngủ với nhau ngon lành, vẫn con cái vẫn đàng hoàng tử tế, vài năm đã lại mua thêm xe máy, đã cất thêm nhà, thậm chí quanh mô tô không? Đúng không? Mình nhìn thấy chỉ cần nhìn ở xung quanh làng của mình, thấy cái khu nhà mình thôi, mình ở nông thôn hay là thành phố? Em ở thành phố Vĩnh Phúc ạ. Thành phố Vĩnh Phúc. Mình cứ nhìn khu nhà mình có phải ai phải đi xuất khẩu lao động đâu. Một con người người ta có những cái năm tháng đẹp nhất đó là vợ chồng lấy nhau. Lúc ấy con còn nhỏ, vợ con có ốm thì vợ ngồi một bên sờ chán con, chồng thì ở bên là ngồi quạt cho con, khó khăn gì thì cùng nhau chia sẻ. Giàu nghèo hay không nó tùy cái tính cách, cái cách làm ăn của mình, chứ đâu cứ phải là đi bán sức lao động cho nước ngoài. Ra anh đi kinh doanh xong anh cứ nay bay một chuyến sang Mỹ xong mai anh lại về, ngày kia lại thấy bay Canada thì được. Nhưng mà từ 30 đến 40 cái tuổi đẹp như thế, mình nuôi con một mình, ông ấy đi mất 8 năm trời, bây giờ ông lại hỏi đi nữa, mình lại gật đầu cho một chuyến nữa. Chẳng biết rằng con có kiếm được nghìn đô, triệu đô gì không. Nhưng đến lúc quay trở về thì chồng gần 50, vợ thì 45. Chắc là ôm nhau để chờ
chờ mãn đúng không? Thế thì mình thấy mình rất thiệt thòi quá, cuộc sống con người ta cần quá, người ta nói rằng là ôi hạnh phúc đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp, mùa xuân đâu chỉ có hoa thơm và nắng hồng, cuộc nhưng mà đời em còn cũng có khuyên những thế thứ rồi nhưng mà khác nữa. Chồng em vẫn muốn đi ấy. Anh ấy đã hỏi mà mình cứ nói thế, còn việc anh thích đi thì đi thôi, chứ em nói thật chứ anh không biết, anh đi thì được sướng cái thân anh sống ở nước ngoài, anh ở bên ấy, anh quen rồi, ở nhà lầu rồi là đi đâu đi đó, và còn em ở nhà lõm thõm một mình, một bên thì sức ép của bên nội bên ngoại, một bên thì hai đứa con, em chả đi đâu được, em sắp thành con rồ đây này, em đang mụ mẫm cả đầu, anh mà đi nữa em ở nhà sợ em không giữ được, cứ nói thế còn đi nữa không, đúng không? Mà nói đùa chứ cũng thiệt thật đấy chứ. Mình cứ nghĩ trong cuộc đời nó có 10-15 năm quãng giữa trung tuổi, trung niên nữa, đẹp thì đáng lẽ ríu rít có vợ, có chồng. Còn sau này già rồi có cầm cục tiền, mà chắc có cục, 8 năm rồi mà chưa thấy một cục đâu, thì có thêm một chu kỳ 4 năm nữa, một hợp đồng nữa, đã chắc gì cục nữa đúng không? 2-3 năm nữa anh ạ. Ừ. Và anh bảo là năm về một lần, Tết anh về một lần, còn hè thì mình sang đấy chơi một lần. Thế là một năm cũng được 2 lần đúng không? Là... Thế có thích một tuần 3 lần không? Hay là thích một năm 2 lần? Nói vui vậy nhưng mà mình quyết định thôi. Nhưng hãy nhìn thế này này. Em bảo thế nên anh cứ bảo là đấy em thấy thế. Bạn bè thế đầy gia đình kia cũng hai vợ chồng kè kè suốt ngày bên nhau cũng, bất hạnh, đầy cũng hương bồ kia, cũng gì đi thân đi dị rồi cũng thế nọ thế kia. Nó lại chứ tùy, có phải là cứ tùy ấy cái góc đâu. Nhìn. À. Nhưng mà người ta sinh ra người ta lấy nhau không phải để xa nhau. Lại bảo anh thì nhìn sang đấy, bao nhiêu người trong khu phố mình chả phải nước trong nước ngoài thì ta vẫn giàu ú ụ kìa, cơ bản có đầu có óc làm ăn, quay đi quay lại ta vẫn làm ông chủ cho mình đây, vẫn đi bán sức lao động chứ làm cái gì, đúng không? Đó, ở nhà đấy đầu tiên là từ khởi nghiệp, từ cái xe đẩy bán nước mía, rồi dần dần mở thành được một cái quán cà phê, bây giờ thành một chuỗi các nhà hàng ăn, có phải không? Ở nhà có vợ có chồng rồi, mình thì không ấy thì mình đi làm công ty, còn ông thì làm cái gì nó trả ra tháng 10-15 triệu, việc gì mà phải vất vả. Mà nhớ lại con mình ấy, một đứa đang 13 đúng không? Vâng, con em một đứa 10 tuổi. Một đứa 10 một đứa... 8 tuổi. Này, đang cái tuổi trai trai nha, con mà lên đến cấp 2 rồi thôi là bắt đầu, nếu là con trai là bướng bỉnh lắm đấy. Thế rồi nếu là con gái thì 11, 12 là sắp vào bước tuổi dậy thì, bố thì cứ đi tít mít, mẹ thì cũng làm bận không để ý. Toàn mẹ một mình nuôi hai đứa con. Nuôi là một cái chuyện dễ nhưng mà bây giờ lại cũng vất vả anh ạ. Nuôi là cái chuyện dễ mà chăm sóc để mà giáo dục nó mới là cái khó. Để mà được rồi, bố thì đi kiếm được một ít tiền về, thì rồi một thằng bây giờ đấy lêu lỏng nghiện game, đứa con gái thì đấy mới 13 tuổi đã thấy có bạn trai, nói thì nó nhem nhẻm, nó cãi nhà mình giàu, tội gì mà không chi tiêu. Thế là mình không nói được nữa. Nên là xác định lại đi, mục đích của cuộc đời của chúng ta là gì? Vợ chồng lấy nhau, sinh con, đẻ cái, bảo nhau làm ăn, cũng để đủ cho cuộc sống hàng ngày, cộng với việc cho con cái được học hành. Ngoài ra mình cũng còn có hưởng thụ, cái vui cái vẻ, đúng không? Hưởng thụ chả phải ăn ngon gì, đợi một năm hai lần chồng về để mà chồng cho đi thành phố Hồ Chí Minh hay đi Phú Quốc cũng chả làm gì bằng cái việc là... có công to việc lớn thì không phải một mình lõng thõm mình làm, người ta có vợ có chồng, mình thì cũng sao không nhìn cái tích cực, cứ đi nhìn cái đoạn là nhiều đứa ở nhà hai vợ chồng rồi cũng cãi nhau mà không thì nghĩ đấy là... chồng em bảo thế thì em có bảo thế đâu. Ừ, thế nhưng tóm lại mình có thích cho chồng đi không? Em thì em khuyên là về, nhưng mà anh ấy thì anh ấy hướng ngoài anh vẫn là đi tiếp, bởi vì anh đàn là... ông nó dễ lắm, bây giờ mua đi đất thế nhà mà. Mấy tỷ thế thì cũng chỉ đủ giá hết nợ thôi chứ chưa có cái gì. Thế thì rồi đi 3-4 năm nữa thì về thì có cái gì, đặt mục tiêu là cái gì, 8 năm rồi còn chưa ra cái gì thì nó mấy năm là cái gì. Đàn ông thì dễ lắm, tối đâu là nhà, ngã đâu là giường, mà gặp ai quen thì có khi cũng trở thành bạn, là nó không có những sức ép nọ kia, chỉ có đi làm tối về thì ngộ nhỡ lại là bên ấy lại có một cô bạn, cô lại bảo là anh sang nữa đi thì chết. Mình nhà nhà thì đôi khi mình cũng thiệt thòi, nói vui vậy nhưng mà tùy mình quyết định, nhưng mà rất là tiếc rằng là cuộc sống của con người chúng ta có những năm tháng rất là cần nhau, chứ còn mai khi già em quên nhiều rồi nhưng mà anh không nghe. Thôi thế thì thôi, để cho anh đi nhá. Vâng, xin được cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình. Chúng tôi cũng gửi lời chúc hai vợ chồng bạn sẽ giữ gìn được hạnh phúc gia đình của mình. Xin được cảm ơn anh Đinh Đoàn đã tư vấn câu hỏi vừa rồi ạ. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình mà cuộc điện thoại gọi đến từ Hải Phòng. Alo, xin chào thính giả. Cho em là bác sĩ không? Câu hỏi của anh là gì đấy ạ? Câu hỏi của em là
bị yếu sinh lý trước đây là các bạn 7-8 năm trước là em đã uống cái thuốc phục thành công 2 đơn thuốc rồi nhưng mà không có mang hiệu quả. Vâng. Rồi đến đợt vừa rồi là em cũng qua gọi đến chương trình của Thổ Tình Yêu là chị Hóa Thị Hoài tư vấn là lên Hà Nội khám cho bệnh viện Việt Đức ấy thì em đã lên khám mà bác sĩ phó giám đốc kiểm tra và khám và cho em 2 đơn thuốc uống nhưng mà cũng không mang lại hiệu quả gì cả. Vâng. Thế là từ khi đi bệnh viện đến bây giờ là được bao lâu rồi anh? Dạ cũng 4-5 tháng rồi. À, 4-5 tháng, vâng. Và mình cảm thấy là vẫn chưa có hiệu quả. Vâng, câu hỏi của anh xin được chuyển tới bác sĩ Vũ Minh Phượng. Bác sĩ sẽ tư vấn cho anh ạ. Xin mời. Chào em. Em ơi, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay 41. 41 rồi. Em cứ nói là đi khám xong uống mấy thuốc rồi không có hiệu quả. Thế là hiệu quả gì cơ? Nó tình sớm rồi, nó uống thuốc rồi nhưng mà cũng chỉ được có khoảng... quan hệ cũng chỉ được có khoảng 2 phút thôi, 2-3 phút thôi. Rồi, được 2-3 phút là bình thường đấy. Em là có gia đình rồi, có con cái rồi chứ hả? Dạ vâng, em có con cái rồi. Rồi, thế và uống thuốc các bác sĩ cho thì cuối cùng là cũng vẫn chỉ có 2-3 phút thôi, đúng không? Ờ, thế bây giờ em mong muốn bao nhiêu phút? Cũng muốn là được 7-8 phút đến 10 phút nhưng mà không mang lại hiệu quả gì cả. Không mang lại hiệu quả. 2 phút tính từ cái lúc nào đấy? Từ lúc mà bắt đầu rũ chân lên giường. Quan hệ nhau ạ. Quan hệ, tức là quan hệ từ lúc rũ chân xong rồi nằm lên ôm vợ hay là từ lúc... Từ lúc mà là hai vợ chồng quan hệ đấy. Từ lúc mà hai vợ chồng gặp nhau được 2-3 phút đúng không? Vâng. Bây giờ thì là muốn nó kéo dài hơn nữa. Thế thì đi uống mấy đơn thuốc rồi thì thấy nó vẫn cứ... 2 đơn ạ. Nó mà là do đi bệnh viện các bác sĩ kê đúng không? Thuốc gì có để ý không? Dạ. Thuốc gì em có để ý tên không? Nó là nội tên tiết thì, à? Tên thì em không tên nhưng mà có một loại thuốc là rối loạn cương dương và một loại thuốc là và một loại thuốc là rồi qua cái chất hầu ấy. Và... tức là có chiết xuất từ hầu. Hả? Bởi vì hầu rất là đi hỏi y tế thì người ta bảo là như thế. Thế thì như này, tất cả tức là cái thuốc mà em đang được uống ấy thì nó là thuốc bổ. Vâng. Nhá. Rồi là là bổ thận này, rồi là bổ cho cái sức khỏe của nam giới ấy. Nhá. Vậy thì mình mong muốn nó kéo dài lên, nó khỏe lên. Thế hiện tại thì sức khỏe chung của em có khỏe không? Sức khỏe của em bình thường ấy. Từ trước đến giờ ấy thì thường được bao nhiêu phút? Chỉ là tầm 2 phút thôi. Từ nói từ cái năm 30 tuổi lúc mới lấy vợ ấy thì được. Trước đây từ lúc lấy vợ đến giờ cũng chỉ được tầm 2 phút thôi, thì uống thuốc lên cũng được 1 phút nữa. Là 3 phút. Bây giờ thì cũng 2-3 phút thôi, đúng không? Nói tóm lại nó vẫn y như thế. Này, ngày trước có khi chưa lấy vợ có hay thủ dâm không? Quá nhỉ. Thế hả? Thủ dâm nặng ấy hay là thỉnh thoảng một tí ấy? Nói chung là một tuần thì có khoảng 4-5 lần gì đấy. Cũng nhiều ấy chứ. Yeah. Bây giờ thì khẳng định thì nó không biết, nhưng mà rõ ràng rằng là ngay từ khi lấy vợ cho đến tận bây giờ thì mình cũng chỉ gần vợ, tức là được 2 phút, 2-3 phút, đúng không? Và người ta có nói đến cái vai trò của thủ dâm ấy, là nếu mà cái khi còn trẻ mà mình lạm dụng thủ dâm, khi thủ dâm thì nó thông thường ở cái khía cạnh tâm lý là nó cũng nhanh và nó làm cho xuất tinh nhanh nhá. Và nếu như mà lạm dụng nó thì nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần và cuối cùng nó thành thói quen. Nó chỉ đến cái ngưỡng gần đấy thôi là nó xỉu, là nó nghỉ.
thì không biết liệu mình có phải ở trong cái tình trạng đấy không. À, thế và chị thì chị thấy thế này, các cái thuốc mà bác sĩ cho em ấy thì nó là thuốc bổ thì cũng tốt thôi nhá, nhưng để thay đổi một cái thói quen mà mình gọi là xuất tinh sớm, nhưng thực ra cũng không phải sớm, sớm là so với mong muốn của em cơ, là với mong muốn của em, chứ còn sớm theo cái ý nghĩa của y khoa là chỉ được dưới 2 phút thì người ta mới gọi là bị bệnh xuất tinh sớm nhá. Thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chuyện con cái nữa, nhưng bây giờ mình là con cái đề huề rồi, và từ khi lấy vợ cứ 2-3 phút thì quen thế rồi, bây giờ tự nhiên 7-8 phút vợ nó lại mệt quá là sao? Nói chung là vợ thì nó cũng không đòi hỏi gì, nhưng mà theo cái tâm lý của người đàn ông thì là cứ khoảng tầm 3 phút là nghe đây là kém. Tâm lý của anh, tâm lý của đàn ông nào, mỗi đàn ông một khác chứ. Dạ. Sao ấy cứ đem cái của mình đi so với thiên hạ. Của mình 3 phút mà vợ nó cũng hài lòng rồi, 3 phút mà vẫn cứ có con có cái đàng hoàng rồi, thôi 3 phút thôi rồi là lên giường rồi thủ thỉ rồi là chuyện trò rồi là ôm hôn vuốt ve. Thế mà không hạnh phúc à? Sao cứ phải lấy cái số phút là dính với nhau được bao nhiêu lâu? Đúng không? Vợ nó không kêu ca, nó thoải mái rồi, bản thân mình sức khỏe, mà bây giờ sức khỏe cũng 41 tuổi rồi, cũng vừa phải thế thôi để nó còn chiến đấu dài dài. Chứ cứ 7-8 phút rồi đến lúc lại gãy gục thì làm sao? Vì vậy đừng mong mỏi quá nhá. Nếu sức khỏe nó lên này và đi khám bác sĩ cho thuốc, toàn là cho thuốc bổ thận và hầu hết là để bổ cho cái chuyện kia nhá, mà nó vẫn không thay đổi được, có nghĩa là cái khả năng của mình như vậy rồi. Vậy vui với nó đi, chấp nhận đi, thoải mái tinh thần đi, có khi lại còn được hơn ấy. Hơn là đến lúc vào cuộc cứ ôi dồi ôi, bây giờ phải 4 phút nha, 5 phút nha, rồi uống thuốc rồi đấy nhá. Càng mong, khéo lại càng ngắn lại. Nhá. Thế là được rồi, thế là quen rồi. Với chuyện đấy, ai bảo ngày xưa thủ dâm nhiều quá. Nói đùa, nói vui vậy thôi, nhưng cũng có thể nó là do tác hại của cái lạm dụng cái khi mà còn trẻ con ấy. Nói không chịu nghe lời. Nhá. Ừ, mà bây giờ vợ nó không chê, thế được rồi. Mà tuổi thì cũng lại cao rồi, bắt đầu cao rồi. Thì thôi, khỏi mất tiền thuốc, mua hẳn hàu về mà ăn, bổ cả vợ lẫn chồng. Nhá. Ừ, rồi, chúc em khỏe và hạnh phúc nha. Cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Alo, ừ. Xin chào thính giả. Nghe chị ơi. Vâng, tôi nghe đây. Câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Dạ, muốn mà giờ em hỏi. Em đang giờ đang yêu một người, nhưng mà em vợ chồng em bỏ nhau từ khi em mới đang thai đầu 6 đồng tháng rồi. Em mới vâng. Mấy năm em ở thế rồi em quen một người, nhưng mà em đang không biết cách đến với người ta không. Thì em khó không có đến. Vâng. Tức là sợ gia đình ngăn cản đấy hả bạn? Vâng, em bây giờ cũng nhiều tuổi rồi, bây giờ em 47 tuổi rồi, nhưng mà anh mới sinh năm 15, sinh năm 76. Sinh năm 76, tức là hai người cũng bằng tuổi nhau đúng không ạ? Vâng, anh hơn em tuổi. Vâng, một người sinh năm 75 và một người sinh năm 1976. Vâng. Tuy nhiên thì chỉ có lăn tăn là có thể hai bên gia đình sẽ ngăn cản. Các em biết rồi, bây giờ chị có cháu nội rồi, bây giờ sắp có hai đứa rồi, chị có biết theo vâng. Vâng, rất là nhiều những cái tác động từ bên ngoài ảnh hưởng tới tâm lý của mình đúng không ạ? Vâng, nhưng vâng. Mà em một người Thanh Hóa, nhưng em vừa Sài Gòn đi tám anh nữa là người Bắc Giang. Vâng. Tức là cả hai anh chị hiện nay đều là làm ở trong thành phố Hồ Chí Minh đúng không ạ? Vâng. Vâng. Chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn của chương trình chúng tôi sẽ chia sẻ với chị nhé. Xin mời ạ. Rồi, xin chào. Chào Đoàn, lâu ngày được gặp anh vậy. Lâu ngày mới gặp, tức là gặp chưa? Em nghe chương trình nhiều rồi, hôm nay em cũng nói chuyện với anh ạ. Tưởng là đã từng gặp nhau ở đâu rồi, lâu ngày mới gặp.
Mình sinh năm 76 đúng không? Anh sinh năm 75 ạ. Rồi, anh ấy không nói gì, đang nói mình đã 76 xong rồi, quên không nghe rõ là ông xã nhà mình ly hôn hay là làm sao? Không, em có thai được tháng, có bầu được tháng rồi, anh ấy bỏ em với người khác. À, từ lâu lắm rồi, đúng cái hồi là mình bao nhiêu tuổi? Hồi là hai mấy? Hồi đó em mới có 20 ạ. Trời ơi, bây giờ mình 46, 26 năm nay ở vậy nuôi con của mình đúng không? Bây giờ bà ngoại hay bà nội đấy? Em là bà nội ạ. Trời ơi, mấy cháu nội rồi? Em tháng 11 này em được hai cháu nội. Rồi, thế vợ chồng cái con trai với con dâu nó ở đâu? Nó sinh sống làm việc ở đâu? Cháu thì em, con dâu thì em gửi bà ngoại, thì con trai em đang làm trong Đà Nẵng ạ. Mình mãi còn phải can thiệp con dâu đem gửi bà nội ngoại nghe, cứ làm như là con dâu bé lắm ấy. Thế xong con trai thì làm ở Đà Nẵng. Thế xong bình thường thì chúng nó sinh sống, nhà của chúng nó ở đâu? Nó ở với em mà, nhưng mà vợ mẹ hai mẹ con làm, em phải mang cháu xuống ngoại, con dâu xuống ngoại gửi. Rồi, tức là mẹ thì đi vào Sài Gòn, con trai thì vào Đà Nẵng, con dâu thì với cháu nội thì gửi bên nhà ngoại. Cửa thì nhà thì đóng cửa để đấy. À, nhà em gửi bà ngoại ạ. À, cũng bà ngoại thỉnh thoảng cầm chìa khóa lên mở cửa dọn dẹp đúng không? Vâng. Ừ, rồi. Cái anh mà sinh năm 75 ấy, mà người Bắc Giang xong vào đấy gặp nhau trong thành phố Hồ Chí Minh thì hoàn cảnh của anh thế nào? Vợ chết, vợ mất hay ly hôn hay có anh con hay là dây tân? Vợ anh cửa bạn đấy bỏ. Bỏ thật chưa? Đấy, con gái nhà anh rồi là con hai đứa con nhà anh đứa gọi em bằng mẹ thôi. À, rồi. Tức là cũng không phải là tức là mình cũng thân tình đến mức độ là các cháu con nhà anh nó cũng biết mình rồi đúng không? Em xuống nhà anh như rồi. Xuống nhà anh như là xuống đâu? Nhà anh ấy ở trong Sài Gòn hay là Bắc Giang? Anh ở Bắc Giang, anh bố con ở Sài Gòn làm thuê. Tức là mình cũng đã ra ngoài Bắc, cũng lên trên Bắc Giang chứ không phải là xuống, lên Bắc Giang thăm nhà anh ấy rồi. Dạ. Này, mình có cảm xúc không? Hai người yêu nhau lắm không? Em thì bên áp lực gia đình, ở bên thì không, anh bỏ qua gia đình, bỏ qua gia đình, gia đình tính sao? Em bỏ anh thì bỏ với anh, không bỏ được em. Bây giờ thì hai người có thuê nhà ở với nhau không hay là thỉnh thoảng hẹn hò? Em làm ở bên nhà giúp em làm việc, người ta ở nhà chủ luôn. À, ở nhà chủ, thế gặp nhau làm sao, rồi gắn bó thế nào, trao đổi tình cảm một tuần thế nào? Thứ bảy với bọn em đi ăn uống một lần thôi, một tuần một lần. Rồi, thế thì có bao giờ mà anh ấy bàn đến chuyện là nếu như mà chúng ta đến với nhau thì em không thể đi làm giúp việc, thế anh không thể, anh không muốn xa em ấy, ban ngày em cứ đi làm gì cũng được, anh làm gì cũng được, như tối chúng ta có nhà trọ này, chúng ta cũng là một gia đình, nấu nướng ăn cho nó ấm áp, nó có thế không? Có, anh gọi là anh cứ đòi em là cuối năm nay cho gia đình anh xuống Đồng Nai đi chơi với nhà chú em á, chú ruột em ở Đồng Nai á. Này, nói thật chứ mình cũng lên chức bà nội rồi. Mình bây giờ đời mình tự quyết đi. Tuổi này rồi cứ phải cô gái mới lớn đâu mà sợ mẹ không đồng ý, sợ chị gái không cho. Thật ra thì mình đã thiệt thòi. Chị ở xa thì ốm đau không ai chăm sóc cho. Này, gần cũng chả chăm sóc đâu, có lòng thì rồi mình tự lo đến bản thân chứ anh em kiến giả nhất phận cũng đừng có hy vọng rằng là mình không có chồng rồi ở đấy rồi đến lúc ốm đau thì cô em gái lại vào chăm cho đâu, nó vào thăm cho một tí đấy cho được 500 một triệu thế thôi. Mình mà ốm mình nằm nhiều thì mình cũng tự lo chứ. Cho nên là thế này, mới 46 tuổi còn khá trẻ. Và đặc biệt trong hoàn cảnh của mình là mình vất vả từ bé về cái đường tình duyên, mình chưa được lúc nào được yêu cho nó thực sự, nó ra cái tấm thân phụ nữ đúng không? Cái hồi mới 20 tuổi chẳng qua lỡ ra vậy, bác sĩ bảo cưới nhưng cuối cùng nó cũng chẳng cưới, nó chạy mất. Thế rồi mình đã nuôi con một mình thiệt thòi nhiều lắm. Nay thì ơn trời các cụ phù hộ cho là mình chịu khó tần tảo làm ăn, nếu may mà gặp được anh ấy thì thôi. Mình đặt cái đoạn Lan và Điệp gặp nhau cuối đời cho mình nó cũng có đời nó tươi một tí cũng tốt mà. Mình cũng đã trọn vẹn với con với cháu rồi. Dạ. Em vợ. Biểu với anh là cho em về chăm sóc con mấy tháng rồi em hết năm nay thì sau năm em trả lời. Mình cứ tình cảm, mình cứ xây dựng, chưa ai bắt mình phải cưới ngay, chưa ai bắt mình phải ở chung ngay, nhưng mà mình cứ mở lòng đi. Thôi mình cứ xác định là anh là người đàn ông thứ hai thôi, còn cái lão kia thì duy nhất là có cho em đứa con, nhưng mà cái người mà mang lại cho em cái sự ấm áp thì gọi là anh. Em thật sự em rất là quý, em cũng mơ ước, em đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. À thôi, mình thì không đứa trẻ nữa đâu, tuổi mình chắc là sinh thôi. Anh ấy mấy con rồi? Anh ấy một trai một gái. Trời, thôi
bây giờ mình lấy nhau, ông bà không đẻ nữa, ai cũng có trai gái râu rẻ rồi, như là rổ rác cặp lại, các cụ nói như thế, ghép lại cho đôi đũa nó có đôi, mình chăm sóc nhau những cái năm tháng tuổi già, sau này làm nương tựa cho nhau. Nếu mà có thì phải bàn với anh đến chuyện rằng là ở đâu cũng là làm, để mà nó bền chặt về mặt tình cảm ấy, thì mình có thể quay về, ví dụ lấy anh phải quay trở về về Bắc Giang chứ, đúng không? Rồi anh ấy có thể làm ở Bắc Giang, à quên, ở Sài Gòn thì làm ở Hà Nội thì làm, mà không thì lên Lạng Sơn hay thậm chí làm ở Bắc Giang cũng được, tùy cái công việc của anh ấy. Anh ấy đang làm gì? Anh làm bên thợ xây chị anh. Rồi thợ xây thì đâu chả xây, xây ở nhà anh chả hết, thì Bắc Giang đầy việc đúng không? Lúc ấy thì cứ sáng đi làm thợ xây, tối lại về với vợ, cơm nước xì xụp có gì ăn đó. Làm được 300 là mang trọn về 300, không phải tiền thuê nhà trọ, không phải là buồn quá mà phải đi ngồi lê la nhậu để cho nó lấp thời gian. Ôi rồi Anh có nhậu khi, nhiều lắm, bây giờ em ồ, khuyên mãi không được. khuyên làm sao được khi một người đàn ông đã xa nhà xa cửa đi kiếm ăn lại trong cái lĩnh vực thợ xây, thợ sáo, công trường, công chiếc, nhậu nó làm cái thứ mà nếu một người mà không cưỡng lại được ấy thì 10 người đến 9 người là nhậu. Nhưng mà khi sau này có cuộc sống gia đình rồi, mình cũng phải bảo rằng là anh ơi, tuổi già đến nơi rồi, anh mà làm đấy đến lúc mà một ít tuổi nữa là anh không thể leo giàn giáo, anh không thể xây mãi được. Thế cho nên bây giờ cứ kiếm được 10 thì phải lo ăn bữa nay lo bữa mai, đưa tiền em cầm cho em quản cho em, chẳng em cũng làm em kiếm em ăn chứ cũng chẳng phải là ăn nhờ ăn đậu gì. Mình giữ cho anh để nó có một chút vốn chút liếng, sau này đến 50 55 không trèo được giàn giáo, không xây được nữa thì về nhà mà chăn nuôi con trâu con bò để mà nó có thu nhập, cuộc sống ông bà nó cũng vui vẻ. Đấy thì mình, cái người vợ quan trọng lắm, chứ người đàn ông phần đấy tuổi Nhưng đầu mà em rồi. công nhận hai đứa biết nhà anh em quý em lắm. Đấy, thế nó là cái duyên đấy. Thường thường là các cô con gái là nó giữ bố nó lắm ấy, thế mà nó gặp mình mà nó đã tít mình thì chứng tỏ là mình cũng đáng yêu. Này nói đùa chứ, mặt mũi được không? Em thì không lên nổi. Thế hả, soi gương thấy cũng còn được đúng không? Và Có nhiều người em tán không? thì đi ra đường thì các bạn em bằng tuổi em thì nó dạ hơn em. À người ta vất vả, người ta nhiều con, mình thì thật ra đẻ mỗi một Em lứa thì đầu ra rồi đường sau họ mới đấy gửi thì em là mấy ba bảy và à, mấy ba bảy và tám. úi rồi ôi, mà đấy là mình còn đi làm giúp việc nó cũng vất vả từ sáng đến tối đấy, chứ nếu mà lao động tự do xong rồi lại đi làm lại cái đầu cái óc, xong rồi mặc cái váy cái vóc được, có khi cũng 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 thích lắm ấy đúng Không, không? nó thật ra những đoạn em không thích trang điểm đâu, em ra ngoài hú trang điểm. À ừ, mình cứ nói thế chứ còn ai bắt lúc nào cũng trang điểm đâu. Thế nhưng mà đằng ấy là nếu có điều kiện thì mình cũng cho cuộc sống mình nó tươi vui lên được. Mình nghĩ đến mình đi, mình đừng có nghĩ đến là cô em cô không cho lấy chồng, ai có thân thì người lo, mình lo cho con cho cái mình, mà con Không, cái trưởng thành rồi thì bây thật giờ ra lo những đến cho đoạn bản thì thân. em chỉ có được bố một mình em thôi, rồi bố em mất từ khi em 2 tuổi, thì em đi lấy chồng khác. Ôi trời ơi, thế thì lại càng cần, mình thiếu thốn đủ đường nhá, mình thiệt thòi cả về đường bố, về thừa thiệt về đường mẹ, về đường anh em cũng không có nhiều, rồi cái đường người yêu thì cũng lận đận ngay từ lúc trẻ. Thôi có lẽ mình do ăn ở tử tế mà trời thương, gần 50 với cho một anh, mà lại không những một anh mà lại còn có hai đứa con của chồng nó cũng quý nữa. Thôi trời bù, chịu khó nhá. Cảm ơn anh đã chấp nhận em, cảm ơn chương trình nha. Vâng, xin được cảm ơn thính giả và chúng tôi cũng gửi lời chúc chị sẽ luôn gặp may mắn trong cuộc sống và tình yêu. Đây là cuộc điện thoại được gọi tới từ Hà Nội. Alo. Alo. Vâng, chào bạn, câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Em yêu một người ấy. Vâng. Thì trước tên có một người đến rồi, người ấy chia tay với người nam kia. Vâng. Thì bây giờ người nam kia lấy vợ và con rồi, bây giờ mình mới với em ấy thì vẫn nhắn tin và điện mới lại mối tình cũ ấy. Vâng. Thì cho em xin được khuyên là bây giờ em muốn chia tay với người kia không? Vâng. Câu chuyện của bạn thì chị Nguyễn Thị Mùi, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Vâng. Chị chào em. Vâng, em chào chị. Em yêu cô gái này nhưng mà bây giờ thì cái người yêu cũ của cô ta đúng không? Vâng ạ. Lại lại đang muốn quay lại và Vâng. em thì hỏi là có nên chia tay không? Vâng ạ. Có lý do nào khác ngoài cái chuyện là người yêu của cô đấy nhắn tin không? Có, và em vô tình em tỉnh vô tình cầm máy của người yêu em ấy thì thấy người yêu cũ nhắn tin gọi điện cho cô ấy,
Thế đấy là cái người yêu cũ người ta nhắn tin, chứ còn có biết là người yêu của mình người ta nghĩ thế nào đâu, đúng không? Vâng, nhưng cô nói với em là vẫn còn quan hệ với người yêu cũ. À, thế à? Vâng. Tức là chính người yêu của mình nói là vẫn còn quan hệ. Vâng. Ừ. Quan hệ như thế nào? Thì cô tình cảm vẫn còn các thứ, và là cô gọi tâm sự với em là bọn em suy nghĩ đến ăn hỏi các thứ đấy. Thì nếu hôn nhân các thứ thì thấy cô ấy trả lời là anh bị cấm sừng các thứ, thì em đang bất nguyên. Tức là mình đã có ý định là tiến đến hôn nhân và đã có một cái dự định là sẽ tiến hành cái lễ ăn hỏi, đúng không? Vâng. Ừ, tức là suy nghĩ của mình rất là nghiêm túc cho cái việc này. Và thật sự nó cũng là một cái những cái quyết định có tính rất là trọng đại đấy, đúng không? Trong đời của con người. Thế nhưng người yêu em lại trả lời rằng là anh bị cắm sừng rồi. Vâng. Ồ, thế à? Vâng. Ừ, chị cũng nghĩ rằng là em chắc là cũng sẽ bị sốc đấy nhỉ. Vâng. Trước cái lời nói như vậy, nếu mà bình thường mà bảo mình chỉ có đọc tin nhắn thôi thì còn bảo ở đấy là người ta viết thế, chứ còn có em có phải như thế đâu. Còn nếu như mà người yêu đã khẳng định như vậy thì có nghĩa là cô đã thừa nhận là hiện nay cô vẫn đang còn tình cảm với anh kia, đúng không? Ừ. Và mặc dù là anh ấy có vợ hay là có con rồi thì cái đó có thể sẽ không tính được ở đây nữa, bởi vì người ta vẫn quyết định gìn giữ cái mối quan hệ đấy cơ mà, đúng không? Bây giờ em đang buồn, thế là nó chán và đang nghĩ đến chuyện đấy, thì bây giờ thì cũng đang muốn chia tay luôn. Nhưng điều gì khiến em lại chưa muốn chia tay? Đến tình cảm cũ, cái thứ gia đình, cái thứ. À đấy, tuy nhiên thì chị muốn lưu ý em một chút là một cái cuộc hôn nhân tốt đẹp hay là một cái tình yêu mà muốn nó bền vững ý, thì nó phải đến từ hai phía nhá. Thì có lẽ ta sẽ lại phải xem xét lại. Quyết định ngay thì thật sự là sẽ khó. Nhưng mà em xem lại xem là điều gì khiến người yêu em lại có thể nói ra rằng là anh bị cắm sừng. Và cô ấy, cô cũng đã bày tỏ một cách rất là chân thực cái điều đấy rồi, có phải không? Vâng. Ừ, thế nếu như mà cô ấy đã bày tỏ rất chân thực như thế rồi thì liệu mình cứ cố gọi là níu kéo cái tình cảm thì cô đấy có thuộc về mình không? Mình sẽ phải đặt ra một cái câu hỏi như vậy, em bạn. Nhớ, để xem thật sự cái tình cảm của cô ấy có dành cho mình không. Nếu cô không dành tình cảm cho mình thì có thể có được một cuộc hôn nhân, nhưng mà chưa chắc nó đã hạnh phúc. Vâng. Em có công nhận không? Nhớ. Vâng. Ừ, thế xem xét kỹ lại cái điều này đi em nhé. Vâng. Ừ, rồi chị chào. Vâng. Em vâng, chào bạn, cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Cảm ơn chị Nguyễn Thị Mùi. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Hưng Yên. Alo. Vâng, alo ạ, em chào chương trình ạ. Vâng, chào bạn, câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Câu hỏi của em là em bây giờ là em bị âm đạo ấy. Cái cửa âm đạo của em là cứ ngứa, nhưng mà ngứa ở bên ngoài thôi chị ạ. Vâng. Vâng, mà em không thấy biểu hiện gì ngoài ra, tức em chỉ thấy ngứa không thôi. Vâng. Vâng. Và thì chị cho em xem là em là vấn đề bị làm sao để em còn hiểu chưa? Em vẫn bây giờ em vẫn uống thuốc mà. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Vâng ạ. Ừ, tôi chào bạn. Vâng, em bạn chào. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi bạn? Em năm nay 43 rồi ạ. À, thế vâng. Kinh nguyệt của bạn còn ổn không? Em vẫn bình thường ạ. Vẫn bình thường hả? Vâng. Ừ, chưa có cái biểu hiện gì là của tiền mãn kinh đúng không? Vâng. Ừ. Bạn bị như vậy lâu chưa? Em mới bị mấy ngày hôm nay thôi chị ạ. À, mấy ngày thôi gì? Vâng. Nó bên cạnh cái triệu chứng ngứa đấy thì nó có những cái biểu hiện gì bất thường khác không? Ví dụ như không, là đi bình thường ấy. Đi tiểu mình có thấy buốt, thấy đau không? Không hay ạ. Là nó có da khí hư trắng trắng không? Không ạ, em vẫn bình thường, em bảo là không làm sao chứ. Ừ. Nó cứ chỉ ngứa bên ngoài thôi chị ạ. Ngứa ở bên ngoài là chỗ nào? Nó ngứa như đây để là nó ngứa, nghĩa ví dụ như là muốn đi vệ sinh là cứ muốn lại muốn kỳ. À. Ờ, tôi nghĩ là bạn bắt đầu có những cái triệu chứng của bệnh viêm nhiễm cơ quan sinh dục rồi đấy.
Có thể là nó cũng mới và mình cũng khá là nhạy cảm, cho nên nó mới có cái biểu hiện triệu chứng như vậy thôi. Một vài ngày nữa nếu như không điều trị gì thì chắc chắn nó sẽ lan vào bên trong ấy, và nó sẽ gây ra những cái bệnh, nó sẽ có những cái biểu hiện nó rõ ràng hơn. Tốt nhất là một cái người ở độ tuổi như bạn mà lại có cái biểu hiện như vậy thì bạn đi khám sản phụ khoa đi. Bạn có thể đến trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản cũng được, hoặc là đến cái khoa sản của bệnh viện huyện nhé. Ở đó bác sĩ người ta sẽ kiểm tra cho bạn cả bên ngoài và bên trong, thì xem là bạn có những cái biểu hiện gì không. Cần thiết thì người ta sẽ phải làm xét nghiệm cho bạn, xét nghiệm dịch sinh dục ấy. Thế và sau đó thì sẽ điều trị cho bạn mà nhé. Chào bạn nhé. Em cảm ơn chương trình nhé. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của chị Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Hà Tĩnh. Alo. Alo. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Xin chào chương trình Cửa Sổ Tình Yêu. Vâng ạ, chào bạn. Vâng, em hỏi là năm sinh năm 81, nhưng hiện nay là vẫn chưa có bạn gái. Nên làm thế nào để đến con gái kiếm được cái tình cảm của người ta là... Để giúp bạn thì chị Nguyễn Thị Mùi, chuyên gia tâm lý học của chương trình, sẽ tư vấn cho bạn nhé. Chào em. Chị hỏi một chút này, thế em hiện nay đang làm gì? Dạ em làm ngoài nên tụi tôi làm cơ quan nên em nghỉ rồi là. Vâng, tụi tôi thì em rất là 28-29 tuổi, em nào để ý đến lấy vợ này. Lúc ấy là để ý đến nhất là cái gì em? Cứ là làm việc nó cái chứ. Trước kia thì lúc 28-29 tuổi là cứ chỉ lo làm việc thôi. Và đến bây giờ thì mình nghĩ rằng là bên cạnh cái việc phải làm việc đúng không? Thì có một việc cũng rất là quan trọng, đó là xây dựng gia đình. Thực ra thì cái tuổi mà để xây dựng gia đình ấy, 34-35 ở một góc độ nào đó thì có thể nghĩ là muộn. Nhưng mà có những người nó chậm chậm một chút. Nhưng mà cái cụ thể nhất là em đã để ý đến ai chưa? Dạ em có để ý đến em có đến chơi, nhưng là do người ta hay phân biệt quá đấy. Phân biệt cái gì em? Là họ thì tham những người có chức quyền. Nên em đã rất giận hơn cái chuyện đó. Ban nãy chị có hỏi là vấn đề này. Thế nhưng không phải là người nhà nữa, khó phân biệt người nhà. Không, em ơi, bây giờ cái suy nghĩ của mọi người nó cũng đã thay đổi rất là nhiều rồi. Có thể là bởi vì mình đã gặp toàn những cái người mà người ta lại cứ thích người nhà nước, mà không phải là mình gặp những người mà người ta quan trọng là vấn đề người đấy có công ăn việc làm không này, người đấy có tu trí không này, có muốn là ngày một tiến bộ lên trong cái nghề nghiệp hay không thôi. Chị thấy từ xưa đến nay chứ cũng không phải là cho đến tận bây giờ, bên cạnh những người đi làm nhà nước thì có rất nhiều người mà người ta là người lao động tự do trong nhiều lĩnh vực mà em. Chị nghĩ rằng là đầu tiên có thể mình quen biết ở một cái mức độ nhất định nào đó, và mình biết được cái định hướng giá trị của họ, cái sự lựa chọn của họ, thì mình cũng đã đặt vấn đề gì đâu, cho nên cũng không thể coi đấy là một sự thất bại được. Em công nhận không? Thì nếu như mà không hợp nhau thì mình có thể lại tìm hiểu một cái cô gái khác. Còn cũng xin chia sẻ với em là có thể nó không may là vì em đã đến với vài ba cô, nhưng rồi cuối cùng thì người ta lại cứ đều lựa chọn cái người ở trong nhà nước, và điều đấy khiến cho em cảm thấy nó thất vọng. Nhưng chị chỉ xin khẳng định lại với em là em hãy tìm hiểu để thấy rằng là rất nhiều chàng trai người ta hoàn toàn không phải làm trong nhà nước, nhưng người ta vẫn tìm được các cô gái yêu thương họ và lấy họ làm chồng. Thì trong trường hợp ấy không thể đi đến một kết luận là có quá nhiều cô gái chỉ định hướng vào các chàng trai làm trong nhà nước nhé. Có thể là mình chưa gặp được họ thôi. Có một câu là tận nhân lực chi thiên mệnh. Chỉ khi mình hết sức cố gắng mình mới biết là cái mệnh trời dành cho mình là như thế nào. Còn nếu mà mình rất là nhanh chóng, mình cảm thấy thoái chí này, mình cảm thấy buồn phiền, mình không nỗ lực nữa thì có lẽ sẽ chẳng có được một cái kết quả tốt đẹp đâu em nhé. Dạ
Thế nhá, chị chúc là có thể sang năm mới mình sẽ có được gặp được những cô gái mà cái suy nghĩ của họ khác với những cái cô mà trước kia em đã gặp nhá. Có một tình yêu tốt đẹp. Chị chào em. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Cảm ơn những lời tư vấn của chị Nguyễn Thị Mùi. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Lào Cai. Alo. Alo. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Em hỏi là vợ chồng em ly dị được hơn một năm nay, 2 năm nay rồi ấy. Nhưng mà ngày xưa em đi ra tòa là đơn phương ấy. Bây giờ chồng em lại muốn là, có nghĩa là bảo là em không được nuôi con. Mà là chồng em quay lại nuôi, em không đủ tư cách nuôi. Vì biết lòng coi nhau như thế, thì em muốn cho một lời khuyên như nào ạ? Vâng, câu hỏi của bạn thì chị Nguyễn Thị Mùi, chuyên gia tâm lý học của chương trình, sẽ cho bạn lời khuyên nhé. Chị chào em. Chào chị ạ. Em ơi, như thế tức là vợ chồng em đã ly dị và được tòa án là giải quyết rồi đúng không? Vâng, nhưng mà lúc em ra tòa thì chỉ mình em ra thôi. Em ra tòa một mình em ra thôi, nhưng mà tòa có gọi chồng em ra không? Gọi 2 đến 3 lần thì chồng em không ra. À, thì thế em giải quyết một mình. Mà bình thường thì ông ấy không nói gì cả. Bây giờ ý là ông muốn quay về, ông bảo là ông quay về ông kiện gia đình nhà em. Rồi. Thì ông ấy bảo em là không đủ tư cách như con. Nếu mà nuôi thì đã đi cùng mẹ chứ không phải gửi bà ngoại. Tất cả những cái này thì nó có luật pháp em ạ nhá. Chứ không phải rằng là mình cứ nói với nhau không được. Khi mà em có một cái quyết định là ly hôn ấy, thì nó cũng phải xuất phát từ những cái lý do nào đó, và nó phải thuyết phục thì tòa án mới giải quyết cho ly hôn đúng không? Vâng ạ. Thế lúc ấy là vì sao em? Nói chung là lằng nhằng lắm. Ngày xưa em với anh ấy thì anh ấy cũng có một vợ 2 đứa con rồi ấy. Xong em để sinh 6 ngày thì ông lại đi cặp với một người nữa. Cũng có một, có nghĩa là em để cháu bé được 5 tuổi. Thì ông đem đứa con kia về kém con em có 1 tuổi thôi. Rồi. Thì em bảo ông ấy, thì ông bảo là mày chịu được thì chịu, không chịu được thì mày bế con mày đi. Thì em bế con em đi, thì em thuê nhà em ở. Thì ngày xưa em lấy thì gia đình em không đồng ý. Thì em bảo với ông là bây giờ em cố chịu đựng thì ông cứ gọi, có nghĩa là ông cứ phang bế em cuốn vào để cơ sở để em quay về ấy. Quay về thì bà nội bảo em là bây giờ em chịu đựng nuôi nốt một đứa con kia cho con kia bỏ đi. Thì ở mà không ở được thì em đi đâu thì đi. Tức là đưa ra một cái điều kiện là em nuôi cái đứa con mà anh ấy mang về ấy gì đúng không? Vâng. Thế và em thấy rằng là cái điều đấy đối với em là nó khó khăn, em không làm được phải không? Và vì vậy thì em đã ly dị. Tức là hai người lấy nhau là có đăng ký kết hôn đúng không? Vâng ạ. Thế còn cái đứa con mà anh ấy mang về thì chắc là của một ai đó mà không đăng ký phải không nào? Không đăng ký, bây giờ cái đứa bé đấy học lớp 1 rồi thì vẫn chưa làm được giấy khai sinh ấy. Vẫn chưa làm được giấy khai sinh. Người ta bây giờ đem bây giờ làm giấy khai sinh thì người ta bảo là nghĩa là phải mang họ mẹ, nhưng mà cái người đấy mẹ đấy người ta cũng bỏ đi rồi ấy. Thế hả? Ý ông bảo em là quay về ấy. Quay về thì em lo hết cho cả đứa con của ông ấy. Rồi. Thế em có sẵn sàng cho điều đó không em? Em không. Em không hả? Bình thường thì ví dụ mà bình thường thì con em mà ở quê em bà ngoại thì không sao. Ví dụ ngày lễ ngày Tết mà cháu mà lên đây chơi mẹ em ấy. Thì bây giờ quay lại ông chửi. Ông bảo ông cũng là con mẹ mày, có nghĩa là ông nói những lời không hay với con em ấy. Thế hiện nay em ở đâu mà lại khi con em lên chơi mà cái người chồng đấy lại chửi được? Em ở Lào Cai, còn cháu ở Yên Bái với bà ngoại. Rồi, nhưng mà em có ở cùng với ông chồng ấy không? Em không, em có ở cùng nhưng mà không cùng nhà, em có ở nhà riêng. Mà bình thường đi làm thì vẫn gặp nhau ở đèn xanh đèn đỏ. Thế hả? Tức là ở gần nhau đúng không? Đúng rồi, cùng một huyện. Mọi cái nó cũng phức tạp đúng không ạ? Bởi vì là thế em để con ở bà ngoại thì cái việc mà em chu cấp cho cháu như thế nào? Chu cấp thì em vẫn chu cấp đầy đủ. Thế chứ gì? Nói chung là bình thường thì mẹ em bảo là em đi làm suốt ngày. Ý là ở quê thì mẹ em cũng làm giáo viên, các cô làm giáo viên. Rồi. Nhưng mà khi mà người ta xem xét cái việc nuôi con ấy mà,
thì người ta cũng xem xét rất nhiều về cái điều kiện tài chính cũng như là những cái thời gian chăm sóc. Thì cũng có những cái trường hợp ví dụ như bố mẹ rất là bận, thế nhưng mà sẽ có những cái người mà gọi là chịu trách nhiệm giám hộ cho đứa trẻ, chăm sóc cho đứa trẻ, và những người là đủ tư cách em ạ. Nhá. Đấy, vì thế cho nên trong trường hợp này, nếu ví dụ như là chồng em mà căn cứ vào cái đó để mà bắt em phải quay về, đúng không? Hay là đòi quyền nuôi đứa trẻ, thì em cũng không quá lo lắng, nhưng mà em sẽ phải tìm đến tư vấn của những người am hiểu về mặt luật pháp, về chuyện là ai đủ điều kiện để nuôi con. Còn trên thực tế thì em với anh ấy đã ly hôn rồi em nhé. Thế và em thì em vẫn chu cấp cho cháu về mặt kinh tế mà. Thế và bà ngoại của em cũng là người mà có những cái điều kiện để mà có thể nuôi cháu. Nhưng mà để cẩn thận hơn thì mình vẫn phải tìm đến những cái chuyên gia về mặt luật pháp, để mà người ta có những cái biện hộ cho mình nếu như anh ấy đưa cái việc này ra tòa em nhé. Có nghĩa là anh ấy không đưa ra tòa gì ạ, mà anh cứ gặp em ở đường anh chửi. Anh chửi em bảo là nếu như mày đủ tư cách nuôi con thì mày chẳng phải lên đây một mình để em ơi, cái việc mà anh ấy chửi nhá, cái việc mà anh ấy chửi là việc của anh ấy mà. Còn cái việc mà mình phản ứng như thế nào lại là việc của mình. Em vẫn tin là em làm đúng, thì việc anh ấy nói lời nói gió bay thôi, đúng không? Còn nếu như em thấy rằng là điều đấy nó xúc phạm đến em thì em sẽ phải nói một cách rất rõ ràng với anh ấy là anh không có quyền được chửi như thế, bởi vì cái đấy nó phạm vào tội đấy em ạ nhá. Trong bộ luật hình sự là nó có hẳn cái tội gọi là xúc phạm người khác. Em hình dung không? Nói chung là em cũng không, mẹ em cũng bảo em thế, nhưng mà em cũng không được mềm mại như người khác. Nói chung là chửi em thì em sẽ kiểu là nói lại những câu nó không hay ở đường ấy. Em ơi, nếu bây giờ mà em nói rằng em không được mềm mại như người khác thì rất khó cho các chị rồi. Bởi vì sự việc này chỉ có em là người ở trong cuộc thì em mới giải quyết được thôi. Nhá. Mẹ em bảo là nếu như thế thì gọi nhau vào nhà nói chuyện ấy. Mà em không thể ngồi nói chuyện được mấy ông ấy, là nó cũng khó ấy. Có lẽ cũng không nhất thiết phải gọi nhau vào nhà nói chuyện, mà mình cũng không phải nói dài, nhưng đưa ra những cái lời nói một cách thật là ngắn gọn, nghiêm túc và kiên quyết. Kiên quyết nhưng bằng một giọng nó rất là đàng hoàng, chứ không phải là đanh đá. Hai cái đấy rất khác nhau em ạ. Nhớ. Để cho ông ấy hiểu là mình muốn nói gì với ông ấy. Em hình dung không? Nhớ. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của chị Nguyễn Thị Mùi. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúc cho bạn sẽ sớm giải quyết được tình trạng gia đình của mình. Chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Hải Dương. Alo. Vâng, em Hải Dương đấy ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Vâng, chị ơi, cho em hỏi, thứ nhất em hỏi, em muốn người hỏi về chị gái em ấy. Sinh được hai cháu gái rồi, và bây giờ đẻ cố được đứa cháu này là đứa con trai. Con trai, nhưng mà em muốn hỏi là khi sau khi chị mới đẻ được một tuần thì chị gội đầu. Chị gội đầu sau đó thì là ban đầu là sốt rét, nóng rét, gai rét. Sau rồi từ đó trở đi thì là lúc đầu thì chị mấy ngày là một lần là cứ đau sốt rét nhưng nóng rét như thế. Sau đó thì tăng dần lên là ngày nào cũng bị. Và bây giờ là cứ triệu chứng của chị là cứ đau đầu, đau hết hai bên thái dương ấy, đau ù tai xong rồi mở mắt và trong đầu nghe như ong ong như là con ve kêu ấy. Sau đó thì cứ đến buổi tối thì là sợ trời tối, hoảng hốt, người lúc nào bồn chồn, thần kinh thì căng thẳng. Và rồi có đi khám, mà chị có đi khám ở bên bệnh viện Gia Lộc ấy, thì các bác sĩ bảo là bị viêm hai dây thần kinh ở hai bên thái dương ấy. Và cũng cho chị uống thuốc, nhưng mà bây giờ con còn bú mà mấy đứa cháu mới được có, lúc đầu đi sang đợt thứ nhất là con cháu mới được có 2 tháng thì bác sĩ chỉ cho uống thuốc nhẹ thôi, và chỉ uống một thứ thuốc, rồi sau đó thì là 2 thứ thuốc bổ. Thế nhưng mà chị uống được có mấy ngày thì uống được có 2 liều thì là không uống được. Bây giờ chị gọi điện đến chương trình thì với cái mong muốn gì ạ? Vâng, đấy em muốn hỏi cái triệu chứng của chị ấy như thế là có phải là, và bác sĩ bên đấy cũng nói là bị trầm cảm. Em muốn hỏi rằng cái triệu chứng của chị như thế là có nghĩ bệnh gì khác không? Vâng, bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ tư vấn cho chị nhé. Tôi chào bạn. Vâng, em chào chị. Cuộc sống của chị gái bạn trước khi sinh cái đứa bé thứ 3 này nó thế nào bạn? Cuộc sống vợ chồng chị thì bình thường hạnh phúc. Thế nhưng mà vì là đẻ 2 đứa con gái, thế bây giờ đẻ cố được cháu trai, thì trong trong thời kỳ mang thai thì là
thì chị đi siêu âm thì là bác sĩ lại bảo là nhau thai ở thai quấn gì đi. Nhau thai làm tóm thai lại là rồi. Tôi hiểu rồi, nhưng mà tóm lại là trong cái cả cái quá trình mang thai ấy, thì có bệnh lý gì không, hay là gia đình có vấn đề gì không, hay là chị có vấn đề gì về mặt tâm thần kinh không? Không ạ, chị khỏe mạnh bình thường. Thế nhưng mà năm nay bạn ấy bao nhiêu tuổi rồi? Chị em năm nay 36 tuổi hả? 36 hả? Như vậy là cái triệu chứng đấy đến bây giờ là bao nhiêu lâu rồi em? Đến bây giờ là cháu hơn mấy tháng chị ạ. À, tức là cái diễn biến đấy là nó kéo dài đến hơn nửa năm nay rồi đúng không? Và mới chỉ đi khám ở bệnh viện Đa khoa huyện Gia Lộc thôi. Tôi cũng có vẻ đồng tình với bác sĩ của Gia Lộc, có lẽ phải đưa bạn ấy đi khám chuyên khoa về sức khỏe tâm thần. Bởi vì có một số trường hợp là cũng bị những cái rối loạn về mặt tâm thần sau khi sinh ấy. Thế nhưng mà nó có cái hội đầu nó chỉ là cái nguyên cớ thôi để mà nó phát ra cái bệnh đấy, chứ nó không phải là nguyên nhân gây ra cái bệnh đấy nhá. Mà có thể là chị gái bạn cũng đã tiềm tàng ở trong người ẩn cái bệnh đấy rồi, và khi có thai, đặc biệt là trong quá trình mang thai thì khi đi khám thì lại có những cái bác sĩ cũng có những cái mà lo sợ về sự phát triển của thai nhi ý. Cho nên nó cũng làm tăng cái trường hợp đấy lên. Thế bây giờ thì thôi, tốt nhất là sức khỏe của chị ấy mới là quan trọng đúng không? Cháu 7 tháng thì cháu nếu như mà trong trường hợp phải điều trị bệnh ấy thì cháu có thể là hỗ trợ ở bên ngoài được rồi. Tức là con ăn sam rồi là nuôi dinh dưỡng ở bên ngoài ấy thì cũng tốt rồi, không quá là phải lo lắng như là khi mà cháu mới sinh lúc 1-2 tháng. Vậy thì theo tôi thế này này, chị gia đình phải đưa bạn này đến khám ở chuyên khoa tâm thần nhá. Ở đâu hả chị? Bây giờ nó có 3 nơi, bạn ở Hải Dương có thể lên những nơi như thế này rất là tiện. Một là có thể đến viện sức khỏe tâm thần ở trong bệnh viện Bạch Mai ấy. Ừ, nó nằm ở cổng sau của bệnh viện Bạch Mai, nó gọi là viện sức khỏe tâm thần. Hai là có thể đến bệnh viện tâm thần Hà Nội, nó nằm ở trên đường 5 ấy. Mà nó gần với cả từ đường 5 đi lên, thẳng đường 5 đi lên, nó gần với cả khu Châu Quỳ rồi khu Thạch Bàn ấy. Thì đấy nó là bệnh viện tâm thần Hà Nội. Là hai cái nơi đấy là người ta chuyên khám, phát hiện và điều trị các cái bệnh lý liên quan tới sức khỏe tâm thần nhá. Trường hợp của chị nhà bạn rất cần phải được đi khám ngay để bác sĩ người ta chẩn đoán xem có đúng bệnh hay không. Nếu đúng là bệnh lý liên quan tới tâm thần thì xin khuyến cáo là phải điều trị bằng thuốc rất lâu dài và phải có sự hỗ trợ rất là lớn của người thân thì mới có thể ổn định được bệnh nhá. Cái bệnh đấy nó là bệnh khó chẩn đoán và nó cũng điều trị nó rất là lâu, cho nên là đòi hỏi phải có chuyên khoa mới chẩn đoán được cái bệnh như vậy, và nó cũng quyết định đến sức khỏe, đến đời sống, thậm chí đến tình cảm, việc làm của một con người, cho nên là nó rất là quan trọng. Nhưng mà trong đó thì hôm chị em cũng sang bệnh viện tâm thần Gia Lộc của chị, bên ấy cũng chữa đa phần về tâm thần ấy. Cái bệnh viện đấy cũng không chuẩn hả chị? Không phải thế, tôi không nói thế. Mà đi khám ở bên đấy thì người ta bảo thế nào? Người ta bảo là viêm hai bên thần kinh, hai bên thái dương ấy. Cái này bị bệnh trầm cảm. Trầm cảm nó là một dạng của rối loạn tâm thần đấy. Thế hả? Điều trị những cái bệnh đấy nếu mà là nặng thì có thể phải điều trị suốt đời. Tức là phải đưa bệnh nhân đi đến khám thường xuyên theo đúng lịch hẹn của bác sĩ và phải cho uống thuốc đúng với cả chỉ định đấy thì nó mới ổn định cuộc sống, chứ không phải là khỏi hoàn toàn. Nhé. Nhưng mà chị ơi, bây giờ chị bình thường vẫn lấy chứ không vì chỉ là đau đầu với lại đấy, nó cứ đau đầu rồi là tâm thần cứ hốt hoảng lên. Nó cũng có đấy, nó cũng có những cái biểu hiện đấy. Vì thế tôi mới nói rằng là phải có nơi người ta có cơ sở chuyên khoa, người ta mới có thể chẩn đoán được cái điều đó nhé. Có thể có một số những cái trường hợp phụ nữ sau sinh thì gặp những cái trường hợp bệnh lý như vậy. Bạn có thể chia sẻ thêm điều này với chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Mùi nhé.
Ờ, thực ra thì tôi cũng rất là thống nhất với ý kiến của bác sĩ Hải rồi. Nhưng mà bởi vì có một cái ý của chị mà tôi muốn lưu ý này. Chị nói rất nhiều về việc là cháu nó vẫn còn đang bú mà, và liên quan đến việc uống thuốc ấy. Thì ban nãy bác sĩ Hải cũng đã lưu tâm là cháu nó đã 7 tháng, và vì vậy việc có thể dùng sữa ngoài hoặc là ăn sam thì nó cũng có thể đáp ứng tốt rồi. Nó không giống như lúc mà cháu nó còn bé quá nữa. Ờ, quan trọng là mình nhìn nhận được cái tính chất của cái bệnh này. Chứ còn nếu như mình chỉ nghĩ là à thỉnh thoảng chị đau đầu lên một tí hay chị hốt hoảng lên một tí thì có thể là mình chưa đánh giá hết. À, có một câu ban nãy chị nói đó là khi mà chị này chị bị đau đầu hay gì đấy thì chị nghĩ đến chết. Thì tôi phải nói ngay với bạn là rất nhiều người bị trầm cảm và đã đi đến tự sát. Và điều đấy thì nó rất là nghiêm trọng. Có đúng không ạ? Vì vậy thì cần phải chẩn đoán sớm và điều trị tích cực. Thế còn không phải là bệnh viện Gia Lộc là nó chưa tốt đâu. Nhưng mà như ban nãy bạn nói là nó nhẹ rồi nó lại nặng lên, đúng không nào? Vì vậy mình có thể đi lên tuyến trung ương nhé. Để mà mình khám một cách nó tích cực hơn và có những cái điều trị nó phù hợp. Bạn hình dung không? Vâng ạ. Nhá, thế nhá. Vâng. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của chuyên gia tâm lý học Nguyễn Thị Mùi và bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình.